Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Kim Quốc Tiến. Mình là Mia. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu về một em máy rửa bát siêu xịn sò đến từ thương hiệu Maloca. Nhà chợt, chỗ đâu mà để máy rửa bát đây? Yên tâm, con máy này được thiết kế dạng âm tủ hoàn toàn. Máy có tông màu chủ đạo là màu trắng bạc, với thiết kế cực kỳ tinh tế, trang nhã và không kém phần sang trọng. Bản điều khiển điện tử có màn hình LED với các tính năng bấm nguồn, nhóm phím này để mở và tắt máy. Màn hình hiển thị để hiển thị thời gian nhắc nhở, thời gian tạm hoãn, các mã lỗi. Nút delay dùng để hẹn giờ rửa từ 1 đến 24 giờ. Extra drying dùng để chọn chức năng sấy phụ. Nhóm nút này để chọn chương trình rửa. Rửa ly đối với đồ sành sứ nhẹ và thủy tinh. Rửa 90 phút đối với các vết bẩn thông thường cần rửa nhanh. Rửa nhanh đối với các vật dụng mỏng như ly, tách hoặc sành sứ mà không cần sấy khô. Rửa auto, rửa tự động. Rửa kỹ đối với đồ sành sứ nặng với thực phẩm khô. Rửa bình thường đối với các vật dụng có chức năng bám dính bình thường. Rửa tiết kiệm eco đối với các vật dụng ít dơ. LT dùng để chọn hệ thống phun nước. Nhấn nút này để bắt đầu hoặc là tạm dừng chương trình rửa đã chọn. Nhấn đồng thời hai nút này, các bạn giữ trong vòng 10 giây để khởi động chức năng khóa an toàn. Tiếp đến, cùng mình tìm hiểu bên trong máy sẽ như thế nào nha. Máy được làm từ chất liệu inox cao cấp không gỉ, với độ bền cực kỳ cao và rất là dễ dàng vệ sinh nha mọi người. Với sức chứa lên đến 14 bộ chén bát. Máy được thiết kế với 3 giỏ đựng cực kỳ linh hoạt. Khay đầu tiên đựng muỗng, đĩa, dao, thìa. Khay này đựng gì? Đựng chén, bát, có kích thước nhỏ. Cái này đựng gì ta? Đựng ly nha mọi người. Khay thứ 3 đựng nồi chảo to đùng. Hope's collection plate is never empty. Và có thể tháo dỡ được. Khay đựng nước lăn bóng nè. Cái này để đựng xà phòng. Khay đựng muối nè. Vậy rác thải nó đi về đâu ta? Những cái rác thải nhỏ, cặn bã nó sẽ theo nguồn nước đi ra ngoài. Còn đối với những rác thải có kích thước lớn thì nó sẽ được đọng ở đây nha mọi người. Khay đựng rác này có thể tháo dỡ được. Và nó rất là dễ dàng vệ sinh nha mọi người. Cánh quạt phun với khả năng xoay 360 độ. Đặc biệt với các lõi phun giúp rửa sạch mọi vết bẩn. Máy có công suất 2000W, độ ồn chỉ dưới 49 dB, cực kỳ êm ái. Quá tuyệt vời cho một con máy rửa bát Maloca với giá chỉ dưới 20 triệu đồng. Còn chần chờ gì nữa mà không sở hữu ngay một em máy rửa bát siêu xịn sò như thế này cho gia đình thân yêu của bạn. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Kim Quốc Tiến nhé. Bye bye mọi người.